robotviet.vn, website mua bán robot chính hãng, vòng xoay robot siêu hấp dẫn, cung cấp ad product và dịch vụ kèm thuê của các game hot nhất hiện tại. Quẹo lửa ngay tại robotviet.vn các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình trong Anime Fighter. Vào tuần trước, tựa game Anime Fighter đã quay trở lại sau 10 tháng không cập nhật với một team hoàn toàn mới, tức là dev cũ đã bán cho dev mới. Và cái sự trở lại rất là bùng nổ, số lượng người chơi vẫn rất là ổn định, luôn chơi 100.000 người, rất là thành công. Và developer mới mua con game này không bị lỗ nha các bạn, rồi là đầu tư tiền vô để mua lại con game á. Thì từ video tuần trước mình review, các bạn có quay trở lại hay không? Riêng mình thì mình nghĩ mình sẽ quay trở lại trong một khoảng thời gian nữa, tại vì hiện tại vẫn là hiệu ứng của game, hiệu ứng comeback của game. Nên không biết là sau vài tuần hay là vài tháng, Anime Fighter còn như vậy hay không? Thôi thì vạn sự tùy duyên, tài năng tùy dev ha. Như là tiêu đề video, với sự trở lại này, sau vài ngày treo máy, mình đã kiếm được con best device. Con best device này là con best device mới nhất nha mọi người, nó tên là Rin nè. Cấp độ device là cấp độ hiếm nhất. Sau thời gian chơi như vậy, và mình nhận ra một điều, mình không mạnh như mình tưởng. Mình chỉ mạnh hơn những người ở mức trung bình của game một tí, tại vì có một số thứ trong game cá nhân mình chưa đi chinh phục được. Điển hình là mấy chế độ chơi nè. Đấy, chế độ chơi vừa xuất hiện ha, Ultimate Trial, còn bên đây là Impossible đúng không nhỉ? Còn cái này nè, mình chưa chinh phục được room cuối cùng, tức là room 50. Khi bạn chinh phục được room 50, trong hoàn thành tích này nó cho chúng ta một cái chức năng, thêm một con fighter kết hợp với pay to win, mình trang bị 9/9. Thì khi mà chinh phục được cái room cuối cùng, room 50 của cái này, mình sẽ lên được 10 con. Free to play cũng chơi được nha. Một số YouTuber hay livestream để hỗ trợ các bạn đi những cái trial này nè. Chinh phục được room cuối cùng hay từng mốc nhất định thì nó sẽ cho chúng ta những chức năng, mở thêm một trứng, trang bị thêm một con Wario. Vậy nên có thể nói là cái time trial này rất là quan trọng. Thì đã quảng cáo một tí, trên trang robotviet.vn đã cho quay trở lại dịch vụ mua gamepad của từ game Anime Fighter. Chọn gamepad và muốn mua, cập nhật luôn cái mới nhất nha, Auto Attack. Gamepad Auto Attack này khá là OP nè. Xong rồi nhập tài khoản mật khẩu Roblox của bạn ở đây, cho những ai nào có nhu cầu pay to win. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý với nhân vật của mình. Đây là một con fighter bình thường, vậy nên muốn nó mạnh hơn, chúng ta phải nâng cấp lên Shiny, cũng như là nâng chỉ số cho nó. Nâng chỉ số thì các bạn sẽ đi qua khu vực Destiny Island. Bên đây có một con máy Talent Machine nè. Đây, bấm vào đây ha. Tùy theo cấp độ hiếm mà nó xài cái fruit tương đương. Đang treo máy trong máy ấp trứng các bạn, incubator. Quick draw chỗ này cũng ok. Từ hồi mở ra mình chưa test luôn á, để xem. Khá là cùi, tốc độ tấn công cực kỳ chậm nè, 1 điểm, tối đa 10 điểm nha. 10 thì chỉ số các bạn của nó sẽ tăng lên. Cấp độ 408, 57Z, bang, 17 Divine Root. Chỉ số bây giờ lên 63Z, đó là chỉ số cơ bản của nó. Ở dạng bình thường, tức là chưa có Shiny, chưa có Basil. Theo như mình đọc là chế độ Trading sẽ xuất hiện trong tương lai. Hồi trước nó có ha, nhưng bây giờ đang bị bất gì đó. Developer tạm thời xóa rồi. Trong những phiên bản cập nhật tiếp theo chắc sẽ có. Để mà Trading được, các bạn sẽ vô cái Challenge Hub. Đây có một cái shop nè, Trial Shop ha. Chúng ta sẽ mua cái này, Trade License, 1.000 cái cục Crystal. Cái cục Crystal này chúng ta sẽ đi những cái dungeon, những cái trial, đủ 1.000 thì mua. Đây gọi là bằng cấp để trading, có nó mới trade được. Ngoài ra bên trên này sẽ có nhiều phẩm bạn cần mua ha, có Lucky, có kinh nghiệm boost, có Dam boost, Gen boost, cũng như một cái khá quan trọng nè, Defense Token. Cái này gọi là nhắc lại kiến thức cho những bạn nào mới chơi. Trong game sẽ có những cái khu vực như là Divine Colosseum nè, có biểu tượng cái cây, rồi Psychic City, và mới nhất chúng ta sẽ có The Abyss. Những cái cây này gọi là Defense Mode, chế độ thủ thành ấy, đi ké cũng được. Còn nếu bạn chơi solo hay đi một mình, cần phải có cái Defense Token. Nó cho chúng ta bộ đơn vị tiền ngôi sao. Đơn vị tiền này tên là Multi Open nè, dùng để mở liên tục, mở Maximum ấy. Tương đương với mọi cái trứng sẽ có một nút R là mở Max. Ok chưa? Full tất cả slot trong Inventory. Mình là 2126 nè, mở. Bùm, như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều. Mở bình thường như vậy nó cũng nhanh, nếu bạn mở lần nhiều trứng. Nhưng mà thường là chúng ta sẽ mở mát. Cơ hội chúng ta được những con best mythical secret device sẽ cao hơn. Mình kiếm được con best device cũng nhờ nó. Để tăng tỷ lệ ngoài game pass, chúng ta cần có những con Wario. Lập vô một cái team cho nó, team Lucky. Đây, Basil Lucky nè, bóp luck từ từ lên. Mình nghĩ là từ game Anime Wario phần 2, mô típ giống từ game này mà, tương lai cũng sẽ có mở mát. Thì một vài thông tin như vậy, bây giờ mình sẽ đi qua để hóa Shiny cho nó. Chimera Jungle. Chúng ta còn 44 cái Fruit Device. Ok, từ từ đi các bạn. Empty Dimension, có Fruit Fusion nè. Chuyển. Được thêm 2 Device Fruit. Ok, 46. Một thiên thạch xuất hiện bên Hero Village. Thì là đúng lúc mà. Hero Village. Mình đang xài auto farm nha mọi người. Anh thấy tự động farm không? Thiên thạch đây rồi. Ok, 10 Device Fruit. Ngon nhỉ ba. Như vậy không hề ngoa khi nói là đi farm thiên thạch, farm Meteor. Cơ hội random chúng ta những cái Fruit là nhiều nhất. Kiểu này mà không 100% nữa thôi nghỉ game nha. Vô cổ máy Shiny Machine. 56 fruit đúng không? 56 là 94 thì nó hơi nhiều. 40-87 nè, 45-90 nè, mình nghĩ 45 là ok đấy. Shiny! Ok boy! Cái hình dáng khá là quen, nhưng mà từ game này sẽ dính bản quyền á, cho nên chỉnh tên rồi chỉnh khuôn mặt, xóa mặt luôn. Hồi nãy bình thường là 63Z, bây giờ là Shiny là 110Z. Tiếp theo sát thương nè, nó xếp vị trí thứ 5. Con mạnh nhất của mình hiện tại là 417 ha, 290Z.
Double Bass Seal. Để mình tắt mấy con này nha. Tắt mấy con đang treo máy nè. Equip Pet. Đây hãy coi hiện tại là team mạnh nhất của mình. Nâng tổng sát thương mình lên current DPC là 223Z. 223 mình nghĩ vẫn chưa chinh phục được cái room cuối cùng đâu. Cái mod này nè các bạn. Ultimate Time Trial. Cỡ 300 thì ok. Có một cái mình quên là mấy con máy ấp trứng này nó thay đổi rồi mọi người. Nó thay đổi là chúng ta phải online vào game. Ở ban đầu trong một khoảng thời gian, những con này bạn offline vẫn tính. Nhưng mà sau này nó OP quá, người chơi lười biếng nhiều quá. Developer đã đổi thành online rồi. Phải online treo máy trong game thì nó mới lên kinh nghiệm. Trong map game sẽ có 4 con máy incubator, 420 level cap. Từ 417 lên 418 mình phải treo máy 2 tiếng. Tại vì con này là shiny nhá. Điểm đặc biệt từ game này đó là shiny kinh nghiệm sẽ nhiều hơn con bình thường. Nên tốt nhất là các bạn nên cho con bình thường lên cấp đi. Rồi khi nào max cấp hay gì đó hay hóa shiny. Còn một câu hỏi nữa nếu bạn nào biết trả lời giùm mình nha. Đó là trong cái Thai Chamber. Thai Chamber là một cái nơi cho bạn gấp nhiều lần thời gian. Góc phải của mình thời gian 5.5. Không biết là khi mình nâng cấp phải tốn robot nâng cấp lên 10x, 15x cái gây kinh nghiệm trong incubator có tăng hay không? Đó là câu hỏi thắc mắc của mình. Nếu mà tăng thì những người chơi pay to win có robot á, kiếp cái này lên tầm mười mấy 20 thì cái việc nâng cấp đeo máy này sẽ nhanh hơn. Anime Fighter, với lần quay trở lại, mình đã mở được con device mới nhất. Mình nghĩ nó là mới nhất và mạnh nhất trong số các con device luôn. Hẹn gặp lại các bạn những nội dung tiếp theo nha. Xin chào.